Nam mô Bổn Sư Thích Ca, Nam mô Tăng Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ sư, con kính đảnh lễ quý cô tu nữ. Xin chào tất cả quý vị học viên đã đến giờ vào lớp. Xin mời quý vị tắt âm thanh và trang nghiêm thân khẩu ý để chúng ta hướng tâm về thăm thầy kinh Tam Bảo thứ hai do Ngọc Trân tụng đọc. Xin mời Ngọc Trân. Dạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca, Nam mô Tăng Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ quý sư, quý cô tu nữ. Con xin kính chào quý học viên. Con xin thay mặt lớp tụng kinh Tam Bảo. Sakye kame charupe ririsikarata te chantali ke vimane di berate jagame taruanagahane ke hawan thom hikete fuma chayan tu de wa charatala wisame yakagan tapanaga tithanta santi ke yang muniwara wajanang satawo me sunan tu thamma Sawanakalo ayam faranta thamma sawanakalo ayam faranta thamma sawanakalo ayam faranta Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa Buddhang saranang gacchami Dhammang saranang gacchami Sanghang saranang gacchami Tutiyam Bibuddhang saranang gacchami Tutiyam Bidhammang saranang gacchami Tutiyam Bisanghang saranang gacchami Tatiyam Bibuddhang saranang gacchami Tatiyam Bidhammang Saranang gacchami tatiyam bisangkhang saranang gacchami iti biso bhagava arahang sama sambuddho vicca carana sambanno sugato loka vidu anuttaro purisadama sarathi sattha deva manussanang Buddho Bhagavati Nati Me Saranang Anyang Buddho Me Saranang Varang Ete Na Satcha Vacche Na Hontu Me Jaya Mangalang Uttamang Ye Na Vandehang Badabang Somvaruttamang Buddheyo Khalito Doso Buddho Khamatutang Mamang Svakhato bhagavata dhammo sandhitiko akaliko ehipasiko opanayiko pachatang veditapo vinyo hitinathime saranang anyang dhammo me saranang varang etena satcha vacche naho tume jayamangalang uttamangena vandeham Thammang chaduvi thang varang thamme yo khalito do so thammo khamatutang mamang Subhatibhanno bhagavato savakasangho Ujubhatibhanno bhagavato savakasangho Nyayabhatibhanno bhagavato savakasangho Samichibhatibhanno bhagavato savakasangho Yadidang chattari purisa yugani atha purisa bongala Esa bhagavato savakasangho Ahuneyo pahuneyo dakhineyo Anjarikaraneyo anuttara Punyang ketang loka satinathi me saranang anyang sangkho me saranang warang ete na satcha vacche na hontu me jayamangalang uttamange na vandehang sanghang chaduvithottamang sankheyo khalito doso sangkho khamatutang mamang Vandami jetiyang sabbang sabbathane subhatithitang saririkathatu mahabodhi buddharupang sakalang sada sambuddhe athavi
sanh cha đo đa sanh cha sa ha sa kê bàn cha sa ta sa ha sa ni na ma mi si ra sa a hằng tê sang tham man cha sang thành cha a đa rê na na ma mi hằng na ma ca ra nu pha vê na hàm to sa bê u ba ta vê a nê ca an ta ra ya bi vi na san tu a se sa to sam bu thê bánh cha bánh nha sanh cha cha tu vi sa ti sa ha sa kê ta sa ta sa ha sa ni na ma mi si ra sa a hằng tê sang tham mạnh cha sang khanh cha a đa rê đa na ma mi hằng na ma ca ra nu pha vê na hàn tòa sa bê u ba ta vê a nê ca an ta ra ya bi vi na san tu a se sa tô sam bu thê na u ta ra sa tê a tha cha ta li sa sa ha sa kê quy sa ti sa ta sa ha sa ni na ma mi si ra sa a hằng tê sang tham mạnh cha sang khanh cha a đa rê na na ma mi hằng na ma ca ra nu pha vê na hằng tòa sa bê u ba ta vê a nê ca an ta ra ya bi vi na san tu a se sa tô sa bê bu ra thi ma ya di sa ya sa ta a vê ra su khi ho do sa bê bu ra thi ma ya nu di sa ya sa ta a vê ra su khi ho do sa bê đa khi na ya di sa ya sa ta a vê ra su khi ho do sa bê đa khi na ya nu di sa ya sa ta a vê ra su khi ho do sa bê bai chi ma ya di sa ya sa ta a vê ra su khi ho do sa bê bai chi ma ya nu di sa ya sa ta a vê ra su khi ho do sa bê u ta ra ya di sa ya sa ta a vê ra su khi ho do sa bê u ta ra ya nu di sa ya sa ta a vê ra su khi ho do sa bê u ba ri ma ya di sa ya sa ta a vê ra su khi ho do sa bê he thi ma ya di sa ya sa ta a vê ra su khi ho do sa bê sa ta a vê ra ho do su khi ta ho do ni du kha ho do áp ya pa cha ho do a ni kha ho do di kha yu ga hôn đồ áo gô gà hôn đồ sàm bà tì hì sà mì chàng tù sù khí á tà nàng bà rì hà ràng tù đù khá bà tà chà nì đù khá phá yà bà tà chà nì phá yà sô gà bà tà chà nì sô gà hôn đồ sà bê bì bà nì nô a ca sa tha cha phum ma tha de wa na ga ma hi thi ca bun nhang no a no mo đang tu chi răng ra khan tu sa sa nang a ca sa tha cha phum ma tha de wa na ga ma hi thi ca bun nhang no a no mo đang tu chi răng ra khan tu no ga ru a ca sa tha cha phum ma tha de wa na ga ma hi thi ca bun nhang no a no mo đang tu chi răng ra khan tu nha ta vô a ca sa tha cha phum ma tha de wa na ga ma hi thi ca bun nhang no a no mo đang tu chi răng ra khan tu pa ni no a ca sa tha cha phum ma tha de wa na ga ma hi thi ca bun nhang no a no mo đang tu chi răng ra khan tu no sa da i đang wa ta no bun nhang a sa wa kha ya wa hang hom tu a na ga te ca le sa thu sa thu sa thu sa thu. Dạ thầy, kinh Tam Bảo đã xong rồi, chúng con kính thỉnh sư Tinh Tuệ cầm mic để giảng tiếp bài học cho chúng con. Kính thỉnh sư. Dạ sư chưa mở mic. Nam mô này dạ. Nam mô Tham Mây.
Dạ không còn nghe giọng sư ạ. Không còn nghe gì ạ sư ạ. Dạ không có nghe tiếng sư tôi sư. Có khi nào nó nhảy ra không Trân? Không không sư vẫn còn á. Hình như sư đang tắt mic đó sư ơi. Sư mới vô lại á Trân. Đang tắt mic mà tắt video luôn. Thì có cuộc gọi tới bị đặt dài có cuộc gọi tới nó bị là nó bị gớp mạng. Ta đến là phân động lực tự. Và khi từ giả vị thầy thứ hai Bồ Tát Thích Tất Thá đi đến thị trấn Xê Na Ní thuộc Vương quốc Bát Nhã Thắng. Gần thị trấn Xê Na Ní có khu rừng khả ái Kuruvela và ở đó có con sông Nirajara. Bồ Tát đã dừng lại tại đây với ý nghĩ ta nên hành những pháp khổ hành cần hành. Rồi Ngài thực hành khổ hạnh đến mức cực độ bằng nhiều hình thức khác nhau trong suốt 6 năm. Chẳng hạn như Ngài sống theo hành thiết chế ăn uống. Ngài chỉ ăn thức ăn cần phải ăn một ngày một bữa, 2 ngày một bữa, 7 ngày một bữa và cho đến nửa tháng mới ăn một bữa. Vì vậy Bồ Tát cũng không thể giác ngộ được pháp cần phải giác ngộ của các đấng toàn tri. Thân thể của Ngài lúc bấy giờ đã trở nên quá ốm yếu, Ngài đi đứng một cách khó khăn. Đôi khi Đức Bồ Tát không thể đứng dậy để đi đại tiện hay tiểu tiện. Khi ấy Ngài đang sống chung với 5 anh em, kiểu gần như là con đình nhát, bốc phát, phát đi giác. Thì nó là phần đồng quan như chúng ta đọc phần từ vựng ha. Ở đây chúng ta có một số từ vựng cho bài học này. Rồi chúng ta có từ vựng nhất là tập phát chắc năng. Chắc năng thứ hai là Xê Na Ní Gáp Mát Uru Quê La Đê Rành Chá Ra Na Đi Rá Ni Giá Chá Rí Tắp Bát Cô Tiếp Phát Tăng Lúc Cá Răng Cá Rồ Tí Chắc Quá Phát Phát Cá Rá Rí Gia Giá Phát Tát Cô Chắc Na Nú Dô Gàng Anu Yutto Viharati Ahare Thapa Api Sampuchi Thapa Chapanyu Api Sampuchati Kalantarena Uthakati Ujjarang Karoti Pasawang Karoti Konanya Vapa Adiya Maha Nama Atichi. Rồi đã là phần tử vựng. Giờ mày lớp bây giờ thay lên mày có phút kim. Mày lớp 7.
Dạ. Xin mời Phật tử Kim Cúc ạ. Dạ thưa sư, con xin đọc ạ. Ủa? Sao con không thấy từ vựng? Con không thấy khúc trên sư. Con không thấy. Thấy rồi. Dạ thưa sư, con xin đọc ạ. Tá bá chá ra na, sự hành khổ hạnh. Chẳng mất nữa. Trong sớt có luôn cô Cúc. Có rồi. Dạ. Thưa sư, xin đọc lại ạ. Tá bá chá ra na, sự hành khổ hạnh. Sê na ní ní gá má, thị trấn Sê ga ní, Ú rú vê la. Là rừng Ú rú vê la. Nê răng chá ra ná đi, sông ni liên. Rá má ni giá, đáng vui thích. Thưa sư đẩy lên con. Chá rí tắp bá nên thực hành. Cô tí bách tăng, đúc cá răng. Cá rô tí là hành khổ hạnh. Đến mức độ cực độ. Chá quá xá 6 năm. Bá ca rá hình thức. Bá rí gia. Giá phát tá phô chá na nú vô năng. Anut yút tô. Quý há rá tí. Là sống theo hạnh tiết chế ăn uống. Ahare tắp bá nên ăn. Afi sam put chi tắp bá cần phải giác ngộ. Sắp banh nhu đấng toàn tri. Afi sam put chá tí giác ngộ. Kalang tá rê ná thỉnh thoảng. Út thá há tí đứng dậy thức dậy. Thưa sư đẩy lên con. Út cha răng cá rô tí đi đại tiện. Bát sa quăng cá rô tí đi tiểu tiện. Con đanh nhá Kiều Trần Như. Quáp bá bà sư ba. Phát đi giá bạc đề. Má ha na má là má ha năng. Á xá dí a thước thị. Thưa sư xin hết. Xin mời cô Hảo Nguyễn ạ. Dạ, bạch sư cũng xin đọc ạ. Tát bá chá ra ná, sự thực hành khổ hạnh. Sê na ní ní gá má, thị trấn Sê na ní. Ú rú quê la, là rừng Âu Lâu Tần La. Nê răng chá ra na đi, ra ná đi, sông ni liên. Ra má ni giá, ra má ni giá. Đáng vui thích. Cha rí tắp bá nên thực hành. Cô tí bắt tăng đúc cá răng cá rô tí hành khổ hạnh đến mức cực độ. Cha quá xá 6 năm. Bá ca rá hình thức. Bá ri gia giá phát tá phô cha na ní vô găng. A ní yút tô quý há rá tí. Sống theo hạnh tiết chế ăn uống. Ahare tắp bá nên ăn. Á phí xăm bút chít tắp bá cần phải giác ngộ. Sát banh nhu đấng toàn tri. Á phí xăm bút chát tí giác ngộ. Kalantarena thỉnh thoảng. Út thá hát tí đứng dậy thức dậy. Út cha răng cá rô tí đi đại tiện. Bát sa quăng cá rô tí đi tiểu tiện. Côn đá nha Kiều Trần Như quá bá. Bà sư ba phát đi giá bạc đề mahanama mahanang asaji a tuyết thị. Dạ
Bạch sư con xin hết ạ. Để xin mời cô tu nữ Diệu Bảo. Dạ thưa, bạch sư con xin đọc các ngữ vựng ạ. Tá bá chá ra ná, hành khổ hạnh. Xê na ní ní gá má, thị trấn xê na ní. Ú về ra, ú rú về là, âu lâu tần loa. Nê ranh chá ra, ná đí, trong niên niên thiền. Ra má ni giá, đáng vui tích. Chá rí tắp bá, nên thực hành. Cô tiếp bát tăng, đúc, khá răng, cá rô tí, hành khổ hạnh đến mức cực độ. Chá quát xá, 6 năm, bá ca rá, hình thức, bá rí gia giá, phát tắp, phát tá phô, chá nà, nú vô găng, á nú dút tô, quý há rá tí, sống theo hành tiết chế ăn uống. A ra, rê tắp bá, nên ăn. Á phí xăm bố trí tắp bá cần phải giác ngộ. Sắp banh nhu đấng toàn tri. Á phí xăm bố trá tí giác ngộ. Ca lăng tá rê ná thỉnh thoảng. Út thá há tí đứng dậy thức dậy. Út chá răng cá rô tí đi đại tiện. Bát sa quăng cá rô tí đi tiểu tiện. Côn đan nhá kiều trần như. Phát bí giá, bạc đề, quáp bá, bà sư pa, má ha na má, má ha năng, ách xá chí, a thiết thụy. Con xin hết ạ. À. Ngọc Trân. Dạ thưa sư, con xin đọc từ ngữ vận. Tá bá chá rá ná, hành khổ hạnh, xê na ní ní gá má, thị trấn xê na ní, má gá thá rá thá, xứ ma kiệt đà. Ú rú quê la, âu lâu tần loa, nê ranh chá, ga ná đi, sông ni liên. Ra ma ni giá, đáng vui thích, chá đi táp bá, nên thực hành. Cô tiếp bát tăng, đúc cá răng, cá rô tí, hành khổ hạnh đến mức cực độ. Chá quá xá, 6 năm, phá ca rá, hình thức. Phá ri gia giá, phá tá phô chá nà nú vô găng anu dú tô quý há ra tí sống theo hạnh tiết chế ăn uống. A ha rê tá pá nên ăn. A phí xăm bố chí tá pá cần phải giác ngộ. Sắp banh nhu đứng toàn tri. A phí xăm bố chá tí giác ngộ. Ca lan tá rê ná thỉnh thoảng. Út há há tí đứng dậy thức dậy. U cha răng cá rô tí đi đại tiện. Bá sa quan cá rô tí đi tiểu tiện. Con nên nhá kiều trần như. Phát đi giá bạc đề quáp bá bà sư ba má ha nam má má ha nam a sa chí a thiết thị. Và thư xưng xin hết. Phật tử Lâm Thị Nương. Dạ, bà sư con xin đọc ngữ vựng. Tá bá chá ra ná là hành khổ hạnh. Xê ná ní ní gá má là thị trấn xê ná ní. Ma gá thá rá thá là xứ ma kiệt đà. Ú ru quê la là âu lâu từng la. Nê gá nhá ra na đí là sông ni liên. Ra má ni giá là đáng vui thích. Chá rí tắp bá là nên thực hành. Cô tiếp bát tăng đúc khá răng cá rô tí là hành khổ hạnh đến mức cực độ. Chá quá xá là 6 năm. Bá cá rá là hình thức. Pariya giá át tá bồ thí bồ giá nà nú Yogan Anuyuto Quý Hà Rắc Tí là sống theo hành tiết chế ăn uống. Aha Rê Tắp Bá là nên ăn. Á Phí Xăng Bú Chí Hi Tắp Bá là cần phải giác ngộ. Sắp Bánh Nhu là đấng toàn tri. Á Phí Xăng Bú Chí Há Tí
là giác ngộ. Kalang tarina là thỉnh thoảng. Uttahati là đứng dậy, thức dậy. Uccharang karuti là đi đại tiện. Passavang karuti là đi tiểu tiện. Kondanya là kiều trần như. Phatiya là bạc đề. Vappa là bà sư ba. Mahanama là Mahanang. Asachi là A thiếu thị. Dạ bà sư, con xin hết ạ. Thôi Phật tử Ti Mã. Dạ, tôi xin đọc ngữ vựng. Tepecherene, sự hành khổ hạnh. Sene, ni ni ghe mé, thị trấn sene ni. Uru vừa lê, ao lâu tầng loa. Nê rần, chế re, né đi, sông ni liêng. Rê mé ni dế, đáng vui thích. Chế rí tép bé nên thực hành. Cô tiếp bát tăng đúc cá răng cá rô tí hành khổ hạnh đến mức cực độ. Chế quách xé 6 năm bé cà rế hình thức bé rí dè dép phát té phô chế nè nú vô găng e nú dứt tồ quý hát rá tí sống theo hành tiết chế ăn uống. Ehere tép bé nên ăn. Efficient bút trí tép bé cần phải giác ngộ. Sếp bánh nhu đấng toàn tri. Efficient bút trí tí giác ngộ. Kê răng té rê né thỉnh thoảng. Úc thế hé tí đứng dậy thức dậy. Úc chờ răng cá rô tí đi đại tiện. Bách sơ quăng cá rô tí đi tiểu tiện. Con đanh nhé kiều trần như, quép bé bè sư bè. Phá đi dế bạc đề. Phát đi dế bạc đề. Mẹ hè nè mẹ. Mẹ hè năng. Mẹ hè nèm. Ách xế trí, à thiếu thị. Dạ đại sư xin hết. Xin mời Phật tử Thạch Nguyễn. Dạ thưa thưa, con xin phép được đọc bài. Tapacharana, sự hành khổ hạnh. Senani ni gama, thị trấn senani. Senani uruwe la au lo tầng lo. Neranjarana di song ni liền. Rama ni ya, đáng vui thích. Karitapa, nên thực hành. Cô tiếp bát tăng đúc khá răng khá rô tí hành khổ hạnh đến mức cực độ. Cháu quá xá 6 năm phá ca rá hình thức phá rí dà bát tắc bồ chá nà nút vô gần à nút vô tồ quý hà rá tí sống theo hạnh tiết chế ăn uống. À hà rê tắc bá nên ăn apisam buddhitappa cần phải giác ngộ. Sapan như đấng toàn tri. Apisam buddhati giác ngộ. Kalantarena thỉnh thoảng. Uttahati đứng dậy thức dậy. Uccharang karoti đi đại tiện. Passavang karoti đi tiểu tiện. Kodanya kiều trần như. Wampa bà sư ba. Patiya bạc đề. Mahanama mahanang. Asachi a thiết thị. Dạ thưa con xin cảm ơn. Mời Phật tử Phạm Cảnh Thảo. Dạ thưa sư, con xin đọc ngữ vựng ạ. Tapacharana, thực hành khổ hạnh. Senani ni ga ma, thị trấn Senani. Uru quê na, âu lâu tần loa. Nê răng trá, ra ná đi, sông ni niên.
Jana Nisa đáng vui thích. Chajitapa nên thực hành. Cô thích cắt tăng lúc cá răng cá rô tí. Hành khổ hại đến lúc cực độ. Cháo quát xá 6 năm. Bá cá rá hình thức. Bá ri ra giá phát tá phô chá na núi dô găng án núi vứt đồ vi ha ra tí. Thống theo hạnh tiết chế ăn uống. A ha rê tát bá nên ăn. A phí xăm tức trí tát bá cần phải giác ngộ. Sắc tân như bấm toàn chi. A phí xăm búc cha tí giác ngộ. Ta năm tá rê ná thỉnh thoảng. Út thá ha tí đứng dậy thức dậy. Út cha răng tá rô tí đi đại tiện. Bát sao quăng cá rô tí đi tiểu tiện. Côn đanh nhá kiều trần như. Quát phá thư bà sư ba. Thác bí giá đặt đề. Mahana má Mahana ép phá trí a thiết thị. Dạ sư sư con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Diệu Thủy ạ. Dạ, bạch sư con xin đọc ngữ vựng ạ. Tappa charana sự hành khổ hạnh. Sena ni ní gá má thị trấn sena ní. Uru quê la âu lâu tần loa. Neran chá rana đi sông ni liên. Rama ni giá đáng vui thích. Chari tappa nên thực hành. Cô tiếp bát tăng đúc khá răng cá rô tí. Hành khổ hạnh đến mức cực độ. Cha quát xá 6 năm. Pakara hình thức. Pariza Zafat Tapho Chana Nuizo Gang Anuzuto Vihara tí sống theo hạnh tiết chế ăn uống. Ahare Tapa nên ăn. Afi Sam Puchit Tapa cần phải giác ngộ. Sapanyu đấng toàn chi. Afisam bút chá tí giác ngộ. Kalang tá rê ná thỉnh thoảng. Út há tí đứng dậy thức dậy. Úc cha răng cá rô tí đi đại tiện. Pát xa quăng cá rô tí đi tiểu tiện. Côn đăng nhá kiều trần như. Góp bá bà sư ba. Phá đí giá bạt đề. Mahana Nama Asachi A thuyết thị. Bạch sư con xin hết ạ. Xin mời Phật tử An. Dạ thưa sư con xin đọc. Ta phá chá ná là sự hành khổ hạnh. Xê ná ní ní gá má thị trắng xê la ní. U rú về la âu lâu tầng loa. Nê ranh chá ra na đi sông ni điên. Rá má ni giá đáng vui thích. Chá rí tắp bá nên thực hành. Cô tí phát tăng bút khát răng cá rô tí. Người hành khổ hạnh đến mức cực độ. Chá phát xá là 6 năm. Phá ca rá hình thức. Pariya Yapata Pochana Nuyogan Anujutto Viharati sống theo hạnh tiết chế ăn uống. Ahare Tapa nên ăn. Abhisambuchi Tapa người phải giác ngộ. Sapanyu đấng toàn tri. Abhisambuchati giác ngộ. Kalantarena thỉnh thoảng. Uthahati đứng dậy thức dậy. Uchcharangkaroti đi đại tiện. Passavankaroti đi tiểu tiện. Khondanya kiều trần như. Vappa bà sư ba. Bhattiya bạc đề. Mahanama Mahanang
Asajji A Thiết Thị. Dạ thưa sư, con xin hết. Thưa Phật tử Lan Lê. Dạ thưa sư, con xin đọc. Tát Bá Chá Na, sự hành khổ hạnh. Sê Na Ní, Ní Gá Má, thị trấn Sê Na Ní. U Ru Vê La, Âu Lâu Tần Lo. Lê Văn Chá Na, Ra Na Đi, Sông Đi Liên Thiền. Rama Ni Giá, đáng vui thích. Chá Ri Tát Bá, nên thực hành theo. Cô Vi Bát Tăng, Duka Răng Khá Rô Tí, hành khổ hạnh đến mức cực độ. Chá Quá Xá, 6 năm, Phá Ca Rá, hình thức. Phá Vi Già, Giá Bát Ta Phù, Chá Nà, Nước Vô Găng, Anu Dứt Tô, Vi Há Rá Tí, sống theo hạnh tiết chế ăn uống. A Hà Rê Bát Bá, nên ăn. A Bi Sằng Vút Chí Tát Bá, cần phải giác ngộ. Sắp Ban Nhu, đấng toàn tri. A Bi Sằng Vút Chá Tí, giác ngộ. Kha Lăng Tá Rê Ná, thỉnh thoảng. U Thá Há Tí, đứng dậy, thức dậy. U Cha Răng Cá Rô Tí, đi đại tiện. Há Sa Quăng Cá Rô Tí, đi tiểu tiện. Con đăng nhá, Kiều Trần Như, Bác Bá, Bà Sư Ba, Bá Tí Giá, Bạc Đề, Ma Hà, Na Má, Ma Hà Nàng, Á Sa Chí, A Thuyết Thị. Dạ thưa sư, con xin hết. Thưa sư, phần đọc từ vựng đã xong rồi. Vậy chúng ta học phần văn phạm ha. Văn phạm còn lại của bài học. Phần văn phạm còn lại của bài học này đó là nói về khả năng phân từ. Khả năng phân từ hay phân từ khả năng là những tiếng diễn đạt ý nghĩa thụ động trong tư thế chủ động hoặc nhìn nhận công nhận. Về cách hình thành thì khả năng phân từ được hình thành từ ngữ căn động từ hay các thành phần cơ bản của động từ ghép với hai chữ kỳ ngữ. Hai chữ kỳ ngữ kích chắc là pháp pháp của anh đi dạy. Để bây giờ mình xem các hình thành của nó. Trong bài này thì chúng ta chỉ học về sự hình thành khả năng phân từ với các thành phần cơ bản của động từ ghép với hai chữ kỳ ngữ. Tập phát anh đi giá như sau. Nếu thành phần cơ bản của động từ có nguyên âm cuối là A-O thì chúng được xen ý vào rồi mới ghép những cái biến ngữ tập phát. Ví dụ như là ví dụ như là thành đi, thành đá cộng với ý cộng với pháp khoát. Ở đây nó kết thúc bằng cái thì người ta xem ý qua thì mình được lại thành đi pháp khoát. Còn việc nó là đáng được chặt hoặc là cần được chặt, cần phải chặt gì đó. Dùng giống như cái nghĩa thu đồng thể. Úc gần ha cộng với ý cộng với pháp khoát. Úc gần hí tắc khoát nên được học, cần được học, phải được học. Đây nó tăng cùng bằng ô caro cộng với ý cộng với tắc khoát, đó là cari tắc khoát,
đáng được làm, cần được làm, phải được làm. Rồi trường hợp thứ hai, nếu thành phần cơ bản của động từ có nguyên âm cuối là e thì ta phát được trực tiếp ghép vào, để ghép trực tiếp không thêm gì nữa. Ví dụ DC cộng với tập phát thì nó là DC tập phát, cần được giảng, cần được giảng. Quay chê cộng với tập phát, quay chê tập phát, cần được kiên cử, phải kiên cử. Rồi tiếp đi nữ âm ni giá được ghép trực tiếp với các thành phần cơ bản để sai khiến, tức là âm ni giá thì nó chỉ ghép được với thành phần cơ bản ở dạng động từ, ở dạng động từ thể sai bảo, âm từ thể sai bảo. Thì phần này thì mình học trước đó, đến khi mình học biển ba thì mình hiểu thêm về trong cách hình thành động từ thể sai bảo như thế nào. Trong biển 1, biển 2 này mình chỉ mới học là năng động thể với thuộc động thể. Cái này mình tạm chấp nhận nó đi, rồi đến học biển 3 chúng ta học. Thì hy vọng học trên máy này thì mình sao thu được biển 3. Thì tôi đã làm bài tập cho biển 3 rồi, thì học xong biển 2 thì mình học luôn biển 3. Nguyên âm cuối của thành phần cơ bản luôn bị sót. Thì ở đây tại thành phần của thể sai khiến ở dạng thuộc động thể thường ở dạng sai khiến, mà dạng phổ thông thường nó được xài dạng AP, cho nên lúc nào nó cũng có cái chữ E ở phía sau. Ví dụ như là karaoke cộng với aniya thì đó là kara aniya, chữ A cuối này nó được trừ âm lên, chữ E bị sao bỏ. Rồi tiếp ba p cộng với aniya thì nó là tiếp ba aniya, nên chơi đùa, nên cho đùa, nên sai làm, nên cho đùa. Thì đó là cách hình thành của khả năng phân tử. Tìm thêm cách sử dụng. Sư, con thấy chữ trong sách là n, nó có chấm dưới sư. Aniya có aniya sư. Thì chữ này thì các văn bản thì nhiều khi biết có chữ dưới rồi nhiều khi không biết học. Và cái trong văn bản của bên của sư học ở bên Mê thì văn bản chữ An Di Giác thì nó có chấm dưới, nhưng sau này mình xem ở trong kinh thì cũng là có chỗ nó cũng không có chấm dưới. Xin bỏ. Đây là mình hỏi chấm. Cách sử dụng khả năng phân từ được sử dụng như tính từ khi chúng đứng phụ thuộc vào một danh từ. Để các phân từ này nó chỉ có một loại trường hợp sử dụng. Thứ nhất là sao? Sử dụng như là tính từ khi mà nó đi cùng với danh từ, hoặc là sử dụng như là danh từ khi nó đi một mình nó. Rồi thứ ba là thường nó dùng như là động từ vì nó đòi hỏi có thực từ. Thường nó chỉ có ba trường hợp đó thôi. Các phân từ ví dụ như là bất biến quá khứ phân từ, quá khứ phân từ, bị biến khác. Khả năng phân từ là thường mới dễ sử dụng vậy. Nên nhiều khi nghe thấy nó lạ lại, thực chất là nó chỉ ba bốn trường hợp như vậy. Mình phải ý thì nó vậy. Thì ở đây có cái câu là Sena ni ni gamasa samipe uruwe la nama kami tap phai một quan năng khổ tí. Đằng thị trấn Sena ni có một khu rừng khả ái tên là Uruwe la. Thì ở đây là khu rừng khả ái. Chữ khả ái ở đây tức là đáng để vui thích á. Thì ở đây là cái chữ Amitabha. Thì ở đây nó là tính từ của chữ quan năng. Tính từ của chữ quan năng. Thì khi mà đi tính từ của chữ nào thì nó đồng tính, đồng cách, đồng số với tính từ đó. Bản chia nó cũng giống nhau.
khả năng thân từ nó không phải chỉ riêng, nó bằng chỉ giống như là danh từ, nó dễ hơn cái hiện tại thân từ. Trong các phân từ thì chỉ có hiện tại phân từ là nó có bằng chi riêng thôi, còn các phân từ còn lại hoặc là có chia hoặc là không chia. Ví dụ là bất biến quá khứ phân từ mình không cần chia, bị biến cách mình cũng không cần chia. Có quá khứ phân từ thì mình chia theo ai danh từ với khả năng phân từ. Rồi cái ví dụ hai đó là so pare phun chi tắc pê rút thê chân đi qua ghê hàng gạch chi. Anh ấy sau khi đốn những cây cần sử dụng đã đi về nhà. Anh ấy sau khi đã đốn những cây cần sử dụng những cây cần sử dụng rút thê chi tắc pê. Thì ấy đây chỉ cần sử dụng là chữ lạc quan, khả năng phân từ với phương chí tắc phê, nó là bộ túc, nó là tính từ của chữ rút thê trong tập này. Rồi, đó là trường hợp 1. Trường hợp 2 đó là khả năng phân từ được sử dụng như một danh từ khi chúng đứng riêng lẻ một mình. Ví dụ tông hê sa danh tháp phẩm ấy dê y ma giá sắp hà dân quê đi tắp phà ní quá đi tắp phà ní quá đi già tháp. Các bạn nên nói những điều đáng nói tại phòng học này vào buổi chiều. Các bạn nên nói những điều đáng nói tại phòng học này và buổi chiều. Để đây cái chữ khả năng phân từ nó được dùng như là danh từ, đó là quanh đi tắp pa ni, được dịch là những điều đáng nói. Còn chữ nên nói là chữ quá đi và khá là khả năng phân, là động từ khả năng cách. Còn về đi tắp pa ni là quá phân khả năng phân từ dùng như danh từ, mình dịch đó là những điều đáng rồi. Rồi câu số 2 đó là thi thách thác bù thi sát tô lúc cá răng cá ron tô e ca chi cầm pi a ha ri tắc pa ni a ha ri ti. Sau khi hành khổ hạnh, khi hành khổ hạnh Bồ Tát Sĩ Tất Thát chỉ ăn, cái này dịch ra khi đang đi ha, cho nó hiện tại thân tự đi. Khi đang hành khổ hạnh, Bồ Tát Sĩ Tất Thát chỉ ăn những thức ăn cần phải ăn một ngày một bữa. Để đây chữ aharitapani, aharitapani là những thức ăn cần phải ăn. Chữ aharitapani nghĩa là những thức ăn cần phải ăn. Tại vì nó từ động từ ahariti gần cộng với tapa, nó sử dụng cái dạng trung tính, nên mình được là aharitapani. Rồi đây là một số khả năng phân từ. Giờ mình đọc một số khả năng. Dạ xin cho con hỏi, ví dụ mà dạng dạng này theo cái động từ được không sư? Tắp bá. Như là dạng động từ á sư? Dạ. Cái tắp là dạng động từ á sư được không sư? Thì nó nếu tại nó dạng động từ thì mình cái này nó xài khác hơn động từ một tí. Tại mình xài cái này thì mình xài được cái động từ khác. Còn nếu mình xài động từ thì nó là động từ rồi. Động từ chính, ý con hỏi vậy. Tại con thấy trong cái bài kinh mà chuyển pháp luân á, dùng là dùng động từ luôn, dùng là động từ. Thì nó tùy theo không, chứ đâu phải là người ta cũng dùng động từ. Con ý là con hỏi vậy á, tại con hỏi ý con hỏi vậy đang sử dụng thôi chứ không có
Thế con hỏi sử dụng vậy được không á? Tại vì nhiều khi viết biên câu á, nó sẽ gọn hơn. Ví dụ bây giờ cái câu mà nó không lặp lại, ví dụ đấy là làm động từ chính luôn trong câu á, thì nó sẽ không lặp lại, nó dễ viết hơn. Thế con hỏi vậy thôi. Nếu mà viết vậy, tắt bá thì viết theo động từ, ghép thêm động từ. Rồi, ở đây là một số khả năng phụ từ. Có ca ra phân đi giá, đi bà phân đi giá, bách chi tắt bá, bồ chề tắp phá, khuôn chí tắp phá, quần quán đi tắp phá, quần đi tắp phá, rắc đi tắp phá, đi sạch chề tắp phá, đi sạch đi tắp phá, trà ni tắp phá. Rồi bây giờ mời lớp giờ tay mình tập đọc cái phần khả năng phân từ để tí đi. Rồi cô Phúc Kiên mời lớp đọc bài. Dạ. Bài Phật tử Kim Cúc ạ. Dạ thưa sư, con xin đọc một số khả năng phân từ. Karapaniya nên sai làm, Dipapaniya nên cho đùa, Bachitapa nên được nấu, Puchetapa đáng cúng dường, Punchitapa nên được ăn, Wadipapa đáng nói, Wandipapa đáng được đảnh lễ, Rắc khí tắp bá đáng được gìn giữ, Vít xét chê tắp bá đáng được thả, Ní si đi tắp bá đáng được ngồi, Cha cha ní tắp bá đáng được biết. Thưa sư xin hết. Xin mời Phật tử Hảo Nguyễn. Dạ, bạch sư con xin đọc một số khả năng phân từ ạ. Karapaniya nên sai làm, Dipapaniya nên cho đùa, Pachitapa nên được nấu, Puchetapa đáng cúng dường, Punchitapa nên được ăn, Wadipapa đáng nói, Wandipapa đáng được đảnh lễ, Rakhitapa đáng được gìn giữ, Visacchetapa đáng được thả, Nisidipapa đáng được ngồi, Chanitapa đáng được biết. Dạ. Bạch sư con xin hết ạ. Xin mời Ngọc Trân. Thưa sư con xin đọc một số khả năng phân từ. Bá chí táp bá nên được nấu, Pu chê táp bá đáng cúng dường, Phung chí táp bá nên được ăn, Quá đi táp bá đáng nói, Quan đi táp bá đáng được đảnh lễ, Rắc khí táp bá đáng được gìn giữ, Visacche táp bá đáng được thả, Nisi đi táp bá đáng được ngồi, Thô ý táp bá đáng được giặt, Cha ní táp bá đáng được biết. Dạ thưa sư xin hết. Và Phật tử Long Thị Lương ạ. Dạ bà sư con xin đọc một số khả năng phân từ. Karapaniya là nên sai lạc, Dipananiya là nên cho đùa, Pachitapa là nên cho nấu, Puchetapa là đáng cúng dường, Punchitapa là nên được ăn, Wadipapa là đáng nói, Wandipapa là đáng được đảnh lễ, Rakhitapa là đáng được giữ gìn, Visacchi Vasichaye tapa là đáng được thả, Nisi Ditapa là đáng được ngồi, Tho Vitapa là đáng được giặt, Chanitapa là đáng được biết. Dạ bạch sư con xin hết ạ. Dạ bạch sư sao không có màn hình sư? Xin mời Phật tử An. Dạ thưa sư con xin đọc. Karapaniya nên sai làm, Dipapaniya nên cho đùa, Patitapa nên được nấu,
Phu chê tắp bá đáng cúng dường. Huynh chí tắp bá nên được ăn. Vá đi tắp bá đáng nói. Văn đi tắp bá đáng được kính lễ. Rắc khí tắp bá đáng được gìn giữ. Vít sát chê tắp bá đáng được thả. Ni si đi tắp bá đáng được ngồi. Cha ni tắp bá đáng được biết. Dạ thưa sư, con xin hết. Xin mời cô tu nữ dự báo. Dạ bạch sư, con xin đọc một số khả năng phân từ. Kara pa ni giá nên sai làm. Bíp pa pa ni giá nên cho đùa. Pa chí tắp pa nên được nấu. Bu chê tắp pa đáng cúng dường. Buôn chí tắp pa nên được ăn. Quá đi tắp pá đáng nói. Quan đi tắp pá đáng được đảnh lễ. Rắc khí tắp pá đáng được gìn giữ. Quýt xá chê tắp pá đáng được thả. Ní si đi tắp pá đáng được ngồi. Cha ní tắp pá đáng được biết. Dạ con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Tiên Mãn. Dạ, thưa sư, xin đọc một số khả năng phân từ. Kara paniye nên sa lem. Lippa paniye nên cho đùa. Bá chí tép bé nên được nấu. Bù chê tép bé đáng cúng dường. Phun chí tép bé nên được ăn. Quá đi tép bé đáng nói. Quan đi tép bé đáng được đảnh lễ. Rắc khí tép bé đáng được gìn giữ. Vichet chê tép bé đáng được thẻ. Ní si đi tép bé đáng được ngồi. Chê ní tép bé đáng được biết. Dạ thầy sư, xin hết. Mời Phật tử Diệu Thủy. Dạ bạch sư, con xin đọc một số khả năng phân từ ạ. Kara pá ni giá nên sai làm. Dipa pá ni giá nên cho đùa. Pá chí táp bá nên được nấu. Pu chê táp bá đáng cúng dường. Pu chi táp bá, pun chi táp bá, pun chí táp bá nên được ăn. Quá đí táp bá đáng nói. Quan đí táp bá đáng được đảnh lễ. Rác khí táp bá đáng được giữ gìn. Ví xá chê táp bá đáng được thả. Ní si đí táp bá đáng được ngồi. Cha ní táp bá đáng được biết. Bạch sư, con xin hết ạ. Xin mời Phật tử An Lê ạ. Dạ thưa sư, con xin một đọc một số khả năng phân từ. Kara pani giá. Kara pani giá nên say làm. Dipa pani giá nên cho đùa. Phát chi tắp bá nên được nấu. U chê tắp bá đáng cúng dường. Quân chi tắp bá nên được ăn. Quá đi tắp bá đáng nói. Quân đi tắp bá đáng được đảnh lễ. Rắc khi tắp bá đáng được gìn giữ. Vi sát chê tắp bá đáng được thả. Ni si đi tắp bá đáng được ngồi. Cha đi tắp bá đáng được biết. Dạ thưa sư, con xin hết. Xin mời Phật tử Phạm Tình Thảo. Dạ, thưa sư, con xin đọc một số khả năng phân từ. Kara pa ni giá nên sai làm. Đít ba pa ni giá nên cho đùa. Pa chí tắp bá nên được tự ngấu. Pu chê tắp bá đáng cúng dường. Pu chí tắp bá nên được ăn. Qua đi tắp bá đang nói. Quan đi tắp bá đáng được đảnh lễ. Các khí tắp bá đáng được gìn giữ. Vít sách chê tắp bá đáng được thả. Ni si đí tắp bá đáng được ngồi. Cha ní tắp bá đáng được biết. Dạ thưa sư, con xin hết ạ. Thưa sư, khả năng phân từ đã được đọc xong rồi.
Dạ, sư, chúng con đã đọc xong rồi sư ạ. Rồi. Vậy là mình đã xong phần văn hòa mới phần tự vấn. Bây giờ mình trả lời câu hỏi. Câu hỏi 1. Có bao nhiêu tiếng Việt ngữ để hình thành khả năng phân từ? Em nhớ chưa? Mấy Việt ngữ? Mấy tiếng Việt ngữ để hình thành khả năng phân từ? Bạch sư 2 tiếng Việt ngữ ạ. Tiếng Việt ngữ là gì? Dạ, Tát Bá và A Ni Giá. Tát Bá và A Ni Giá. Thứ hai, khả năng phân từ được sử dụng như thế nào? Phân từ được sử dụng sao? Dạ, nếu mà thành phần cơ bản của động từ có nguyên âm cuối là á, a, o. Phải, đúng phải. Đó là hình thành. Dạ, để diễn đạt ý nghĩa thụ động nhỉ? Trong tư thế chủ định hoặc nhìn nhận công nhận. Đúng phải. Có những cách sử dụng nó phải. Khả năng phân từ được sử dụng như thế nào? Một tính từ hoặc một danh từ. Một tính từ khi đi chung với danh từ. Dạ, nếu dùng mình là danh từ. Thì nó đồng tính, đồng cách, đồng số với danh từ đó. Hoặc dùng như là một danh từ. Yeah. Rồi số 3. Hãy tìm khả năng phân từ đã được sử dụng trong đoạn văn. Phần này mình tí nữa mình sẽ tìm ha. Bằng quan thì chúng ta sẽ tìm số 4, tìm danh từ nam tính vì ngữ u như là binh nhu trong đoạn văn và tập chi danh từ đó. Phần này hôm trước thì Phật cũng làm rồi. Câu số 5, hãy đổi các động từ cơ bản sau đây thành khả năng phân từ và tập đặt câu với chúng. Ở đây mình có bút hát tí, taro tí, hát tí xăm bút chát tí, chán ra tí, phun chật tí. Bây giờ mình sẽ đổi, sau đó mình tập đặt câu. Sư bây giờ ý là sư nói giơ tay lên để đặt câu hả sư? Đổi. À, bây giờ ai đổi động từ nào thì mình làm luôn động từ đó. Chứ là mình đổi xong mình làm luôn động từ đó. Mình làm những cái câu với cái khả năng động từ đó. Dạ con xin làm Abhisam Bhuchati, giác ngộ. Giờ trước tiên làm đổi. Dạ. Thành khả năng phân từ. Abhisam Bhuchitassa, Abhisam Bhuchitappa. Không. Có thể viết ở trong chat cũng được.
Chị Hoa có biết xong chưa chị Hoa? Thế còn lại mình làm nấu tự khác, làm tổ khác. Dạ là đang giết đó chị, cho nhờ mà mời Phật tử khác với cô khác chị. Dạ. Yeah. Được câu nào biết câu đó thì đổi câu rồi biết. Vậy thì Sương đổi chữ Charitabé được không Sương? Nên thực hành Charity đó. Dạ, Charitabé. Câu được không? Charitabé. Nên thực hành. Để biết câu được không? Cho đi Phật quá. Bây giờ mình viết một câu với khả năng thân tự cho đi Phật quá. Mình thực hành của anh. Dạ con dưới câu 1 con bấm lên hả sư? Upa Sakko còn qua con ý, chưa trường âm dấu Upa. Mang. Dạ. Mang là vị thế.
Nếu người thiện nam, nếu người thiện nam tại cái khả năng cách, sư con dùng khả năng cách á, nếu người thiện nam ấy không hiểu rõ lý tứ thánh đế thì anh ấy sẽ không chứng được pháp, không giác ngộ được pháp cần được giác ngộ. Bởi thế vì thế ông ta xin lỗi. Dạ không thấy màn hình hả sư? Chị ơi, cho em hỏi ơi, mình ghi câu nên thực hành sống tự hành tiết chế ăn uống để được giác ngộ, mình ghi gì được không? Cái câu đó mình ghi gì được không? Chị nhớ là sơ sửa cho em đâu biết, nhớ là đi cái gì sai sơ sửa. Dạ, có biết gì ha? Và phải thêm chữ gì vô trước mấy chữ đó không ta? Hay mình cứ ghi, ghi chế rí tấp bé, rồi mình tiếp bé rí dè. Yeah, mình nguyên câu điều ha. Không, để sửa thì sẽ đang sửa bài chứ đừng. Không có tình hành biết vậy hả? Dạ, nếu mà con viết thì con thấy nó thiếu. À, đúng rồi, dùng chữ ná. Dạ, con thiếu chữ ná. Được rõ, giáo lý thánh đế vì thế ông ấy không thể giác ngộ. Pháp cần được giác ngộ. Thế chị hả? Rồi, có ai biết cơ hơn câu nào nữa không? Nãy giờ mới được có một câu hả? Chứ không được hay làm sao? Sư thấy trong chat có câu của cô Diệu Thủy. Cô Diệu Thủy biết cái gì? Dạ, bạch sư con xin viết cái câu đó là ngài đã sống, ngài thực hành theo sống theo hạnh tiết chế ăn uống ạ. Đâu quá phân tận, có khả năng phân tận. Trong đó cái Parijá Phá Táp Bá Phô Chá Năng ạ. Parijá Phá Táp Phô Chá Năng đâu có đâu. Cái này chữ Phá Táp mà. Cái phát tá đây là cơm vật thịt, không phải quá sức phân tử. Dạ, thế để con viết lại. Con chọn từ út thá ha tí ghi là út thá hi tá.
Uthahitappa. Câu con chát lên rồi sư. Quang sắp ba ô út thắng hít tập phân sắm mát đi mặt đi mít bang hai 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 ý của con là bạn nên thức dậy vào buổi sáng để tu tập hành thiền. Đi dậy đi đâu để hành thiền, để phải biết những thứ này. Con có viết cái câu kế luôn hả sư? Cũng là út út thi tập bề út út thở út thở thi tập bề này bạn làm sử dụng cho người nam cho nên nó là phải là út thang thi tập bù bây giờ thi tập bù. Bạn nên thức dậy vào buổi sáng. Này là hô tí là được rồi. Nên nói vậy là nó là danh từ, nó sư, là danh từ độc lập. Dùng cái tại khả năng từ dược chỉ biết có sự hay không. Và to thấy là cái gì mình bỏ luôn luôn cái này, bởi vì câu này không có dùng động từ, dùng khả năng phân từ như là động từ luôn. Và to động từ, nếu mà động từ thì út tha hít tập hít tập ba hít gì thì lắm người ta cũng chấp nhận được, nhưng mà câu nó không đạt yêu cầu lắm, lý do là nó chưa có động từ. Cái con có những câu giống vậy sao trong nhiếp chát á, câu cũng sắp
Cái câu đó khá sư, dạ cái câu đó, con câu đó câu khá sư không quên. Câu đầu, con câu trên thôi, dạ. Các thiện nam và thánh nữ ở trong chùa. Thức dậy vào sáng sớm sư, tại do bắt chu sáng sáng sớm chữ thức dậy mình dùng ở đây đâu có được dùng vậy lại gì hiện nam và các tín nữ ở trong chùa nên thức dậy vào sáng sớm là nó là tính từ của thiện nam tính nữ chứ nó phải là tính từ của chữ Arame mà chia theo cách Arame. Đây là Uttappo. 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 Nó đứng đâu? Nếu mà đứng đó thì út tha hi tập bồ câu tiếng Việt là gì chị Hoa đọc lại chị Hoa các thiện nam và các tín nữ ở trong chùa nên thức dậy vào sáng sớm để hành thiền cái câu này nó cũng là câu cuối cùng thanh ở trên nhưng mà con viết dạng tính từ con không có động từ câu hợp chân có chữ hô tí sao được có động từ vô nên phần 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 mấy câu này mình viết theo tính từ nữa đi kia nó khó hơn với động từ chính giống như động từ chính trong câu thì nó dễ Uttappa đó là coi như hai dư một chữ h tình hạnh kéo Uttappa và dư Uttha Uttha hí
Bút tha hí dạ như chữ y dạ Ủa thưa sư, vậy cứ cần theo chí chá luôn không sư? Con thấy cái viết cái này là nó giải tính từ, nên muốn tìm động từ chính con viết thêm cái câu sau thôi. Chứ nếu mà viết dạng động từ thì nó dễ. Ví dụ bây giờ cái dạng này thì viết dạng động từ luôn, chia theo động từ thì nó dễ, cái câu đấy nó sẽ gọn, ngắn gọn và có nghĩa hơn. Tại vì sư học cái phần này thì nó dạng như tính từ, nên con phải thêm cái câu đó động từ vô cho nó có động từ thôi. Đúng cái chuyện đó, đúng. Cái này thì muốn sử dụng nó thì phải sử dụng động từ ở dạng khả năng cách. Và mấy câu ví dụ hồi nãy coi ví dụ sao Bất thái ấy sư nói là út thá này hay giá hả sư? Khả năng cách với thêm khả năng cách hay ấy sư nói với thêm khả năng cách hay sư câu này? Một là biết cho nó là động từ khả năng cách với cộng với khả năng phụ từ. Hai là biết nó ở dạng túc từ với hoặc ở dạng túc từ. Từ thì nó phải đi theo động từ, mà bây giờ cái câu này nó cũng khó có động từ ra nữa. Nếu như cái câu mà giống như trong kinh Chuyển Pháp Luân á, mà viết ca bá ha tập bá thì cái viết dạng vậy, dạng động từ chính trong câu á, bá ha tập anh tí, nếu mà như dạng động từ vậy thì cái câu nó dễ viết hơn. Tại những phần này thật ra ở dạng khả năng phân từ nè, trong kinh tại không có động từ nhiều lắm, biết nó giống như động từ luôn. Nên là tại bài học mình muốn xài cho nó là dạng tính từ hoặc là danh từ thôi, chứ nó biết dạng động từ nhiều lắm. Giống câu 75 bưng một pháp đó, hầu như là nhiều câu lắm biết nó ở dạng động từ, như là động từ nó xài ở dạng nhiều. Dạ, chứ còn thấy với cái này đặt câu khó lắm luôn á sư, tại vì cái câu này Hoàng mấy câu này với phải hạn chế luôn á, chứ viết mà
tập bì nên đứng dậy. Trong khi cần đứng, bạn nên đứng dậy trong khi cần đứng. Dạo vậy. Là sao? Thế sư dịch lại câu đó, nói lớn chút con nghe rõ. Bạn nên đứng dậy trong khi cần đứng. Bạn nên đứng dậy. Bạn đôi khi cần đứng dậy cũng được. Hoặc là bạn nên ngồi trong khi cần ngồi. Thì có thể sử dụng được. Đây, lý do là cái động từ này nó không có đòi hỏi cụm từ. Nên mình sử dụng nó ở dạng sơ cách. Khả năng cụm từ dùng như là một danh từ. Dạng định sự cách. Tại con thấy cái cách sử dụng ở trong cái khả năng phân từ này nó chỉ là dùng như là tính từ hoặc là danh từ thôi, đâu thấy là động từ đâu. Khả năng cách là ở lớp 1. Thật ra cái này là dùng như là tính từ. Ví dụ tính từ nè, nó chia giống chữ quan nè, dạng trụ cách nè. Nhưng mà đóng vai trò giống như là động từ ở trong câu luôn, chứ đóng vai trò giống như là động từ chính ở trong câu luôn. Cái này cũng vậy nè, nó là tính từ của chữ upasako nè, upasako, upasika nè. Cho nên nó mới là uthahitappa nè. Nhưng mà đóng vai trò giống như là động từ chính luôn ở trong câu. Là thay vì mình viết thêm một cái động từ nữa thì để nó làm cho mình biết đâu. Còn không là mình phải viết ở dạng này. Tức là sử dụng một cái khả năng phân từ, động từ khả năng cách từ một cái là khả năng phân từ. Hoặc là cách thứ hai đó là dụ như là bây giờ động từ phun giá tí đi. Phun giá tí mình sẽ viết nó là cái đó gọi phải đánh là uthahiyasi. Uthahiyasi. Uthahiyasi cho nó đúng hơn rồi. Ví dụ như là động từ punyati. Punyati. Thì mình sẽ viết là punyati. Phụ chân này. Suy nghĩ tí thì mình biết được, cảm tưởng là suy nghĩ biết không được đâu. Tại dạng khả năng phân từ nó hơi khó. Ở đây nó là phun chí tắp quan. Mình sẽ thấy là so phun chí tắp quan khô chánh năng cả hà rì chí. Để ở đây là gì? Ông ấy ăn thức ăn cần phải ăn. Là được rồi. Để đây là cái phun chí tắp văn nó dùng như là tính từ của cái chữ phô thế này. Nó quay trở là tính từ. Đó, được.
Rồi. Giờ thưa sư cho con hỏi, vậy cái ahare tí á với lại phun chá tí hai cái này đều ăn nó vậy khác nhau sao á sư? Thì cái này chữ ahare tí này thấy dùng trong cái trong tương nói về khổ hạnh á, chữ này cũng là chữ mới, không thấy có phân biệt. Mình cứ tạm dùng nó là ăn vậy đi, ăn ăn vậy. Quyên chí tắp phân thì cũng ăn bình thường. Thường là thông tin sử dụng cái chữ quyên chí tắp phân là dùng để ăn thức ăn mềm. Nhưng mình xem lại đó, cái chữ quyên chí tắp phân thì là ăn cho tất cả các loại vật thực ngoài từ trái cây. Để có chữ kha, kha đá tí thì cái chữ đó nó có phân biệt. Kha đá tí thì đó là dùng để ăn thức ăn mà dạng cứng, người ta sử dụng khá là ít. Còn chữ ahare tí này chỉ thấy là sử dụng ở trong trường hợp đức Phật này ăn thức ăn mà khổ hạnh. Có thể là chữ này thì cũng được sử dụng phổ thông cho các trường hợp ăn. Dạ mấy câu này cái câu này dí dí hạn chế thôi chứ mà dí rộng mà thì khó dí. Dạ, ví dụ chả rí tập phàng, chả rí tập phàng mình ghi thật sao? Có gì đâu, em muốn ghi dài thì biết thôi chứ đâu có gì. Thì sử dụng thêm vô bậc biết quá khứ phân từ, hiện tại phân từ đâu qua. Chứ làm sao có cái khả năng phân từ là được rồi, đâu có gì không. Cái từ cái câu ngắn của nó là chú ý nó có cái cụm từ đó, cụm từ đó ví dụ như là cái tham mô cũng không nên mấy thì kết thúc ở đây ha. Coi như mình xong cái phần biết thì sao mình học tiếp. Rồi thắm mít cho cô Phục Duyên nãy giờ quên mình giờ cũng đã làm. Dạ. Dạ bài học đến đây là kết thúc rồi. Chúng con xin kính tri ân sư đã dành thời gian giảng dạy. Chúng con kính chúc sư nhiều sức khỏe và đạt được nhiều thành tựu như nguyện ạ. Dạ bây giờ xin mời quý Phật tử tắt âm thanh và lắng tâm để chúng ta cùng nghe thời kinh hồi hướng phước đến chư thiên do cô tu nữ Diệu Bảo tụng đọc ạ. Dạ xin mời cô tu nữ Diệu Bảo ạ. Dạ nam mô Bố Tha Giá, nam mô Tham Ma Giá, nam mô Sang Ca Giá. Con xin thay học thay mặt học viên trong lớp xin đọc kinh tụng kinh hồi hướng đến chư thiên ạ. Akasata chapamata deva naga maitika bonyan no anu mô đàn tu chi đăng ra càng tu sa sa năng a ca sa tha cha phum ma tha đề qua na ga ma hít đi ca bồn nhân nô anu mô đàn tu chi đăng ra càng tu nô ga ru a ca sa tha cha phum ma tha đề qua na ga ma hít đi ca bồn nhân nô anu mô đàn tu chi đăng ra càng tu nhà ta vô Akasata chapamata deva naga mahitika bunyang no anumodam tu chirang rakantu panino Akasata chapamata deva naga mahitika bunyang no anumodam tu chirang rakantu no sada Idang vatano bunyang asawa kaya wahang hon tuana gate kale. Thú sa. Dạ thầy kinh thân bạn, thầy kinh hồi hướng đã xong ạ. Xin mời lớp nữ. Dạ con kính đảnh lễ tri ân sư ạ. Con chào cả lớp ạ. Tri ân sư buổi học hôm nay ạ. Rồi xin mời. Dạ con kính tri ân sư buổi học hôm nay ạ.
Rồi, xin mời đáp lại.